Bây giờ thì cùng với chị đi vào phân tích nhé. Trước tiên là khổ thơ đầu tiên với những tín hiệu giao mùa. Chúng ta cùng viết lại những câu thơ nha. Bỗng nhận ra ngông ổi, phả vào trong gió se, sương trùng trình qua ngõ, hình như thu đã về. Chúng ta có bốn câu thơ như vậy và mình sẽ đi vào phân tích lần lượt từng câu thơ nhé. Để có thể cảm nhận được nội dung ý nghĩa của khổ thơ này, bây giờ các bạn sẽ giúp chị trả lời câu hỏi đó là em phát hiện ra những tín hiệu nào của mùa thu được thể hiện ở trong khổ thơ này đây? Những tín hiệu của thiên nhiên mùa thu nghĩa là có những cái yếu tố đó, nghĩa là mùa thu đã đến rồi. Thì em phát hiện ra thành à, chúng ta phát hiện được những cái tín hiệu nào ở trong khổ thơ này nhỉ? Những cái dấu hiệu giúp cho chúng ta biết là đây là một khổ thơ viết về mùa thu. Bên ngoài, bên cạnh cái chữ thu ở đây đã rất rõ ràng, đúng không? Đấy, thế nhưng mà từ những tín hiệu nào mà khiến cho nhà thơ ngỡ ngàng rằng hình như thu đã về? Đấy, từ những tín hiệu nào? Chúng ta đọc kỹ từng câu nhé. Bỗng nhận ra hương ổi. Câu thơ này có không? Có viết về tín hiệu nào không? Có viết về một cái dấu hiệu nào của mùa thu không? À, đó chính là mùi hương ổi, đúng không ạ? Mùi hương ổi. Thì bạn nào mà chúng ta gọi là biết đến mùa ổi ấy, thì khi mà mùa thu về là mùa của ổi chín. Đó là một mùi hương thơm nồng luôn các em ạ. Thơm nồng và nó không gây khó chịu đâu, mà một cái cảm giác rất là thư thái, mùi rất là thơm. Nó dường như là ở trong mùi hương ổi ấy là đượm nồng cả nắng thu này, và có chút nắng hạ vẫn còn vương vấn nữa. Đấy, một mùi thơm rất ngọt các em ạ. Đó, bạn nào mà đã từng được cảm nhận hương ổi chín thì sẽ biết đó là một mùi hương thơm nồng, một mùi hương thơm ngọt và rất dân dã. Đấy, đồng ý chưa? Rồi, đấy là mùi hương ổi đúng không? Thế là trong câu đầu là chúng ta thấy có mùi hương ổi này. Tiếp tục nha. Phả vào trong gió se. Cái gì phả vào trong gió se? Chính là mùi hương ổi. Đấy. Thế thì hai câu đầu này cùng viết về mùi hương ổi, nhưng đồng thời trong câu thứ hai cũng có thêm một dấu hiệu nữa của mùa thu. Đúng không ạ? Đó là làn gió se. Gió se là một làn gió như thế nào? Gió se ấy, hay có những nơi thì chính gọi là gió heo may, đồng ý không ạ? Thì các bạn mà ở những mùa không có mùa xuân mùa thu, chỉ có hai mùa, chỉ có mùa nóng thôi ấy. Đấy thì khó để chúng ta cảm nhận được cái làn gió này. Chị xin phép mô tả một chút xíu, chỉ có ở miền Bắc đúng không ạ? Miền Bắc và nửa nửa bên trên, nửa phía bắc của miền Trung là chúng ta cảm nhận rõ rệt về về mùa thu thôi. Thì mùa thu ở những cái ngày chớm thu ấy, từ những ngày mùa hạ với những cái cơn gió nóng oi bức, thì sang đến mùa thu sẽ là những cái cơn gió khô nhé, cơn gió khô và thoáng chút se lạnh. Đấy, đấy chính là làn gió se nhá. Cơn gió đấy nó đem đến một cái cảm giác khô ráo, khô thoáng và có chút se lạnh. Chứ nó không như những cái làn gió mùa hạ. Nếu như mà gió mùa hạ trước cơn mưa ấy, thì sẽ là những cái làn gió mạnh này, đúng không ạ? Nhá, những cái làn gió mạnh và đem đến cái cảm giác về hơi nước, đúng không? Hay là nếu như mà trong những cái ngày nắng oi bức thì đó là những cái làn gió khô. Hay ở chỗ chị thì người dân vẫn hay gọi là gió Lào. Rất là khô và nóng, oi, oi nồng. Đấy là gió mùa hạ. Nhưng mà gió mùa thu thì đó là làn gió heo may. Một cái làn gió mà khô và thoáng chút se lạnh. Đó, nhá. Rồi đấy là về làn gió se. Trong câu 2 là ta thấy thêm một tín hiệu nữa của mùa thu. Cứ có những cơn gió heo may như thế thì nghĩa là mùa thu đã đến rồi. Nào tiếp tục thế trong câu thơ thứ ba nào. Sương trùng trình qua ngõ.
Câu thơ thứ ba thì viết về màn sương. Và màn sương ở đây được miêu tả là trùng trình qua ngõ. Lát nữa chúng ta sẽ đi vào phân tích kỹ xem là sương trùng trình qua ngõ là một màn sương như thế nào. Nhưng trước tiên là ta cũng biết là thêm một yếu tố của thiên nhiên được miêu tả ở đây chính là màn sương. Đúng chưa? Đó. Và từ ba cái yếu tố này, ba cái dấu hiệu này, hương ổi này, gió se này, màn sương trùng trình qua ngõ này, thì nhà thơ đã có thể đưa ra một cái phán đoán, mới chỉ là phán đoán thôi nhá, là hình như thu đã về. Đó, đấy là cái nội dung cơ bản của khổ thơ đầu tiên. Bây giờ thì mình sẽ đi vào phân tích kỹ hơn nhé. Mình sẽ phân tích theo từng tín hiệu một, bởi vì trọn vẹn toàn bộ khổ thơ này là sự xuất hiện của những tín hiệu giao mùa, để rồi từ đó nhà thơ cảm nhận là thu đã về. Nên là mình sẽ phân tích lần lượt từng tín hiệu nhé. Chúng ta có thể bắt đầu bắt nhịp vào quá trình phân tích bằng những câu văn ví dụ như là bài thơ Sang Thu mở đầu bằng những tiếng thơ viết về tín hiệu giao mùa. Trước tiên đó là mùi hương ổi chín. Nào, hương ổi nào. Thứ nhất, chúng ta phân tích về hương ổi. Hay còn gọi đó là tín hiệu thứ nhất của mùa thu này. Hương ổi, trước tiên chúng ta có thể phân tích và ghi ra những cái đặc điểm của mùi hương này. Đây là một mùi hương đơn sơ. Nồng nàn. Thơm ngọt. Đó là một mùi hương đặc trưng của chốn làng quê. Và mùi hương ấy được miêu tả như thế nào ở trong câu thơ? Bỗng nhận ra hương ổi. Trước tiên, hương ổi được đi liền với từ bỗng, trạng thái bỗng nhận ra. Đó là một trạng thái bất ngờ và ngỡ ngàng, đúng không? Bỗng nhận ra mà, ngỡ ngàng. Đó. Thế thì dừng lại ở đây một chút nhé. Ở đây có một cái ý tưởng phân tích khá là hay, chị muốn chia sẻ với các bạn này. Bỗng nhận ra. Thì thường nhá, đi liền với một cái trạng thái bất ngờ và ngỡ ngàng như thế sẽ phải là một cái gì đấy thật là đặc biệt, đúng không ạ? Bỗng nhận ra hương ổi. Thế nhưng mà mùi hương ổi, theo như chúng ta được biết đó, đó là một cái mùi hương nó đã choáng cả không gian rồi. Nồng nàn trong cả cái không gian vườn ổi ấy rồi, tác giả đang ở vườn ổi cơ mà, đúng không ạ? Thế nên là cái mùi hương ổi chín nó đã ngào ngạt, thơm nồng cả không gian rồi. Vậy mà vẫn khiến cho nhà thơ bất ngờ nhận ra là sao? Đúng không? Một mùi hương vốn quen thuộc đặc trưng của chốn làng quê như thế, mà hữu thỉnh là một cây bút chuyên viết về con người cuộc sống ở làng quê cơ mà. Thế là tất cả các cái thông tin mà chúng ta được biết về hương ổi đều đem đến một cảm nhận. Đối với tác giả thì đây sẽ là một mùi hương quen thuộc. Mà nhà thơ thì đang ở giữa vườn ổi nữa cơ mà. Vậy tại sao lại có cái trạng thái bỗng nhận ra? Tại sao lại có cảm giác bất ngờ và ngỡ ngàng như thế? Thì tiếp tục này, chị có đọc được ở một tài liệu có một cái ý phân tích cho cái băn khoăn vừa rồi. Chị thấy khá là hay, chúng ta có thể tham khảo thêm. Đó là gì? Bài thơ này ra đời trong hoàn cảnh khi mà con người ta vừa bước ra khỏi cuộc sống chiến tranh. Mà cuộc sống chiến tranh các em biết rồi đấy. Cuộc sống chiến tranh, người ta chỉ lo làm sao giữ được tính mạng của mình mà. Làm sao để có thể yên bình mà vượt qua được bom rơi đạn nổ. Làm sao để có thể sống được là được rồi, là đã rất tốt rồi. Thế nên là mọi cái sinh hoạt hàng ngày, mọi cái điều giản đơn hàng ngày dường như bị lu mờ đi, bị con người ta quên lãng đi. Bởi vì những điều đó không không giúp cho con người ta có thể bảo vệ được sự sống, mạng sống ở trong chiến tranh. Và giờ đây khi mà cuộc sống đủ yên bình rồi, thì những thứ quen thuộc, những thứ gần gũi lại quay trở về và khiến cho con người ta giật mình nhận ra. Đó, nên là từ cái ý tưởng phân tích như thế thì các em có thể viết thêm một số những cái câu phân tích về mùi hương ổi ở đây.
Mùi hương ổi, một mùi hương đơn sơ, nồng nàn, thơm ngọt, đặc trưng của chốn làng quê, vốn đã rất gần gũi với một cây bút chuyên viết về cuộc sống nông thôn như Hữu Thịnh. Nhưng giờ đây, khi ở giữa vườn ổi, mà nhà thơ lại ngỡ ngàng, bất ngờ, bỗng nhận ra hương ổi. Phải chăng là bởi nhà thơ cũng giống như biết bao nhiêu con người trong hoàn cảnh ấy, vừa bước ra khỏi cuộc sống chiến tranh, một cuộc sống ào ạt với bom rơi đạn nổ hàng ngày, một cuộc sống người ta không đủ để bận tâm đến những điều giản dị đơn sơ, thì giờ đây với một cuộc sống yên bình trở lại, thì những điều giản dị và đơn sơ ấy lại khiến con người ta ngỡ ngàng nhận ra. Đồng ý chưa? Đó, đấy là cái thứ nhất nhé. Và cũng có thể là bởi tâm trí của nhà thơ chưa chưa sẵn sàng để đón mùa thu. Các em ơi, các bạn ở miền Bắc, các bạn biết đấy, thu đến khẽ khàng lắm. Đúng không ạ? Nhá, chỉ một vài chiếc lá vàng rơi, thế là thành mùa thu rồi. Và cũng chỉ thế thôi, mùa thu rất nhanh đi qua, để rồi đón gió đông lạnh giá. Rất khó để người ta xác định chính xác là mùa thu kéo dài bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng trong một năm, bởi những cái tín hiệu của nó khẽ khàng đến và cũng khẽ khàng đi. Nên phải chăng là bởi vì trong tâm trí nhà thơ cũng vẫn chưa chưa nghĩ rằng là mùa thu đã về với mùi hương ổi chín, thế nên khi chưa chuẩn bị tâm lý thì một mùi hương thơm nồng ngào ngạt như thế ập đến cũng sẽ khiến cho con người ta bất ngờ, đúng không nào? Đó nhá, thế nên là lý giải cho sự bất ngờ ngỡ ngàng này có rất là nhiều các ý tưởng để chúng ta phân tích. Nhưng các em có thể không cần chỉ ra những điều đó. Cái quan trọng nhất các bạn phải chỉ ra được là bỗng nhận ra hương ổi, là nhà thơ đã bất ngờ ngỡ ngàng nhận ra mùi hương ổi chín nồng nàn, thơm ngọt. Đấy, đấy là cái quan trọng nhất nhá. Còn những cái ý tưởng lý giải vừa rồi các em có thể viết hoặc không. Ok chưa? Rồi, đấy là ý đầu tiên về hương ổi này. Thứ hai, hương ổi còn được miêu tả như thế nào ạ? Phả vào trong gió se. Từ phả ở đây, đồng ý không ạ? Nhá, động từ phả này. Phả là một động từ rất mạnh. Một mùi hương mà phả vào không gian ấy, thì chắc chắn đó phải là một làn hương như thế nào? Nếu như mà mỏng manh, đúng không ạ? Mỏng manh dịu dàng thì có lẽ không đủ để mà phả vào không gian đâu. Mà một mùi hương mà phả vào được trong không gian thì đó phải là một mùi hương sánh đậm, đúng không ạ? Nhá, nên là động từ phả đã miêu tả về một làn hương sánh đậm, lan tỏa khắp không gian. Đó, đồng ý không? Đấy, rồi lại kết hợp với cả gió se. Càng khiến cho mùi hương ổi. Trở nên đậm đà hơn. Đúng không? Nhá. Và đó, với cái sự sánh đậm, nồng nàn, thơm ngọt cùng với những bất ngờ của nhà thơ thì hương ổi chính là tín hiệu giao mùa đầu tiên, tín hiệu đầu tiên báo hiệu mùa thu đã về. Đó, đấy là tín hiệu đầu tiên nhá. Tiếp tục nào, tín hiệu thứ hai chính là làn gió se. Gió se chính là gió heo may, đặc trưng của mùa thu xứ Bắc. Đó là một làn gió có đặc điểm là khô và thoáng chút se lạnh. Vậy gió se có đặc điểm như thế nào ở trong câu thơ này ạ? À? Làn gió se thì được miêu tả là nơi, là cái không gian mà mùi hương ổi phả vào. Thế nên làn gió se làm cho hương ổi như sánh lại và ngọt ngào hơn.
Đó là tín hiệu thứ hai nhá. Và tín hiệu thứ ba của chúng ta chính là màn sương. Nào, tín hiệu thứ ba. Sương trùng trình qua ngõ. Trùng trình ở đây là một từ láy mà chị tin chắc rằng là đối với những ai lần đầu tiên đọc bài thơ này thì đây là một từ láy khá là lạ lẫm. Đúng không ạ? Khá là lạ lẫm. Đấy nhá. Trùng trình nghĩa là gì? Trùng trình. Các bạn ơi, em xem trong phần chú thích sách giáo khoa. Đồng ý không? Thì trùng trình có nghĩa là cố ý đi chậm lại. Mà cố ý đi chậm lại thì chỉ có con người mới có thể có được cái suy nghĩ như thế chứ. Nên rõ ràng màn xương ở đây đang được nhân hóa, đúng không ạ? Màn xương nè. Màn xương thì trước tiên là được nhân hóa qua cái cách miêu tả trùng trình qua ngõ. Và biện pháp nhân hóa đó có tác dụng là để diễn tả một màn xương như thế nào ạ? À, một màn xương đang cố ý chậm lại. Nơi con ngõ nhỏ. Đấy là cái trường liên tưởng nhà thơ gợi lên cho chúng ta. Còn thực tế, một màn xương cố ý chậm lại nơi con ngõ nhỏ chính là một màn xương như thế nào? Trong thực tế là nhà thơ đang được cảm nhận, đang thấy một màn xương như thế nào để mà nhà thơ liên tưởng nó như là một con người đang cố ý chậm lại trước con ngõ nhỏ. Đó là một màn xương như thế nào ạ? À, để mà một màn xương mà có thể được miêu tả là cố ý chậm lại, là trùng trình qua ngõ, thì đó là một màn xương đang răng mắc nhé, răng mắc. Cơ hồ là dường như nó không có sự chuyển động gì cả, đúng không ạ? Nhá, nó đang răng mắc khắp đường thôn ngõ xóm. Và mang một vẻ lãng đãng. Màn sương lãng đãng. Đấy nhá. Đợi chờ lưu luyến chưa muốn tan đi. Cái vẻ lãng đãng này, cái vẻ đợi chờ lưu luyến này lại khiến cho chúng ta cảm nhận và liên tưởng dường như đó là có chút chút gì đó của mùa hạ. Mùa hạ cũng đang vương vấn nơi đây, chưa thực sự muốn rời đi. Đúng không? Đấy nhá. Thế là qua ba tín hiệu là hương ổi này, gió se này, màn sương này, thì tất cả các tín hiệu ấy đều mang đặc điểm của mùa thu rồi. Mùa thu đến, mùi hương ổi thì nồng nàn thơm ngọt hơn. Rồi mùa thu đến kèm theo những cơn gió heo may khô và thoáng chút se lạnh, làm cho hương ổi chín đang ngào ngạt khắp không gian như sánh lại và ngọt ngào hơn. Rồi cuối cùng, màn sương dường như cũng đang cố ý chậm lại bởi nó mang một vẻ lãng đãng đợi chờ lưu luyến chưa muốn tan đi. Từ tất cả những dấu hiệu đó, cho phép thi nhân có thể phán đoán rằng hình như thu đã về. Đúng không ạ? Và hãy cùng xem nhé, ba tín hiệu này được nhà thơ cảm nhận bằng những giác quan nào? Hương ổi cảm nhận bằng khứu giác này, đúng không? Gió se cảm nhận bằng xúc giác này, màn sương thì cảm nhận bằng thị giác này, để rồi cuối cùng đi đến những cảm nhận trong cảm giác đó. Nên từ đây chúng ta có thể thấy tác giả đi từ những cảm nhận bằng khứu giác, bằng xúc giác, bằng thị giác và cuối cùng là bằng cảm giác. Hình như thu đã về. Đúng không? Hình như thu đã về. Câu thơ này có điều gì đặc biệt? Thứ nhất, nào chúng ta phân tích câu thơ này nhé. Thứ nhất này,
Là câu thơ bắt đầu bằng một từ mang ý nghĩa phán đoán. Hình như. Hình như. Đúng không ạ? Hình như. Đó. Thì đây là để chỉ cái sự phán đoán không chắc chắn, mới chỉ là cảm giác như. Hình như là như vậy. Dường như là như vậy. Đúng không ạ? Đấy. Đây là một cảm giác phán đoán không chắc chắn. Đúng không ạ? Và sự không chắc chắn đó giúp cho chúng ta hiểu được rằng nhà thơ có những cảm nhận khá là mơ hồ lúc giao mùa. Mặc dù những tín hiệu của mùa thu đã khá là rõ rệt, nhưng nhà thơ trong cảm giác mới chỉ là phán đoán thôi. Hình như thu đã về. Nếu như mà chúng ta học về phần tiếng Việt rồi thì chúng ta sẽ biết hình như là thành phần biệt lập tình thái. Nó thể hiện cái cảm xúc này. À, không phải cảm xúc mà nó thể hiện quan điểm của người viết, của người nói. À, đấy, đồng ý không ạ? Nhá, đấy, thể hiện cái góc độ của người viết, người nói. Đối với nội dung được nói đến ở trong câu, thì nội dung được nói đến ở đây là thu đã về. Nhưng mà cái quan điểm của tác giả thì mới chỉ là phán đoán thôi. Không chắc chắn, chỉ là hình như thôi. Một cảm nhận thật là mơ hồ. Nhưng mà chính sự mơ hồ đó lại càng khiến cho chúng ta hiểu rõ hơn và vô cùng hợp lý đối với khoảnh khắc giao mùa các em ạ. Nhá, đối với khoảnh khắc giao mùa của thiên nhiên ý, thì khó để người ta rạch ròi rằng đây, ngày hôm nay là mùa hạ, còn mai là mùa thu. Khó lắm, không thể nào cảm nhận như thế. Nên mặc dù đây là sự mơ hồ chưa chắc chắn, nhưng nó lại rất phù hợp với cả cái khoảnh khắc giao mùa các em ạ. Nhá, khoảnh khắc mà thiên nhiên giao mùa, đặc biệt lại là bước từ mùa hạ sang mùa thu. Mùa thu cứ khẽ khàng như thế thôi, nhẹ nhàng như thế, đến và đi rất rất là khẽ khàng. Nên là mặc dù đây là những cảm nhận mơ hồ, là sự phán đoán không chắc chắn, nhưng nó lại rất phù hợp cho khoảnh khắc giao mùa, càng khiến cho chúng ta thấy được sự tinh tế trong tâm hồn của tác giả khi mà thiên nhiên đang vào độ sang thu. Đúng không? Nên chúng ta có thể khẳng định, hiểu kết lại về khổ thơ thứ nhất là khổ thơ đã thể hiện một tâm trạng ngỡ ngàng. Đi từ sự ngỡ ngàng này. Đúng không ạ? Nhá. Đó, cho đến những mơ hồ không chắc chắn. Nhưng lại rất phù hợp. Hợp lý trước khoảnh khắc giao mùa của thiên nhiên. Bởi vì vốn thiên nhiên giao mùa ấy sẽ chỉ biểu hiện thông qua những cái hình ảnh rất riêng, những tín hiệu rất riêng. Nên để cảm nhận được điều đó thì phải đủ tinh tế này, đủ tĩnh lặng này, đủ sự quan sát, đủ sự cảm nhận. Khoảnh khắc giao mùa của thiên nhiên vốn đã không dễ nhận ra. Nên khi mà nhà thơ nhận ra thì tất yếu sẽ là sự ngỡ ngàng, tất yếu sẽ là sự mơ hồ. Đúng không nào? Đấy, thì đấy là về nội dung của khổ thơ thứ nhất nhé. Nhìn lại này. Phân tích khổ thơ thứ nhất là chúng ta sẽ phân tích lần lượt từng tín hiệu ở trong từng câu thơ. Đầu tiên là mùi hương ổi, được miêu tả là bỗng nhận ra và phả vào trong gió se. Đó là một mùi hương đơn sơ, nồng nàn, thơm ngọt, sánh đậm, đặc trưng của chốn làng quê. Đồng ý không? Thứ hai là làn gió se, là cái làn gió heo may xuất hiện. Và nó cũng đem đến, nó cũng chính là những cái bước đi của mùa thu giữa đất trời. Thứ ba là màn sương được miêu tả trong sự nhân hóa, trùng trình qua ngõ. Cốt yếu để diễn tả một màn sương đang răng mắc khắp đường thôn ngõ xóm, vẫn còn lưu luyến, chưa muốn tan đi. Và từ ba cái yếu tố đó khiến cho nhà thơ phán đoán là hình như thu đã về. Mặc dù chỉ là sự phán đoán mơ hồ nhưng lại rất hợp lý khi ở trong khoảnh khắc mà thiên nhiên bước sang độ san thu, bởi vì những cái khoảnh khắc như thế của thiên nhiên diễn ra khẽ khàng lắm, phải đủ tinh tế, phải đủ cảm nhận, phải đủ quan sát thì con người ta mới nhận ra. Đó. Nên là từ khổ thơ thứ nhất chúng ta cảm nhận một cái bức tranh thiên nhiên có sắc,
có hương, đúng không ạ? Với cái sự quan sát rất tinh tế của nhà thơ và với những cảm xúc chân thật, thì khổ thơ đầu tiên này đã giúp cho chúng ta bước đầu cảm nhận được mùa thu giữa đất trời rồi đấy.